Minh Hằng cận kề ngày lâm bồn, ở nhà dưỡng sức, không đi du lịch nữa. Quý tử được sao Việt tặng đồ liên miên dù chưa chào đời. Vì em là tấm chiếu mới, mà bây giờ sinh nhật hay là bất kỳ một cái sự kiện gì là mình cũng được nhận đồ mà quà toàn quý mở không ạ. Mình hết được nhận đồ rồi nha mọi người. Cảm ơn cô Phạm Quỳnh Anh và cô Đông Nhi đã tặng cho bé mở món quà to lớn này nha. Đi chơi thỏa thích những ngày tháng mang thai thì đến khi cận kề lâm bồn, Minh Hằng lựa chọn ở nhà để nghỉ ngơi lấy sức. Cô nàng chia sẻ ngừng đi du lịch vào ngày 1 tháng 8 năm 2023. Nữ ca sĩ cũng ăn uống thoải mái trước khi lâm bồn và bước vào những ngày làm mẹ bỉm sữa. Cô cho hay bản thân đang sợ xanh mặt trước cảnh sinh nở. Bên cạnh đó, Minh Hằng còn dành thời gian khui quà mà bạn bè gửi đến tặng cho cậu quý tử chưa chào đời của mình như ghế dung để em bé ngồi chơi, máy pha sữa, đồ cắt móng cho em bé. Cô nàng cho biết quà của quý tử được tặng rất nhiều nên cô chỉ cần mua thêm vài món cho con. Minh Hằng cho hay cô là tấm chiếu mới, lần đầu làm mẹ nên Minh Hằng thường hay đi hỏi han những ai có kinh nghiệm mẹ bỉm. Thế là kết quả, có món Minh Hằng được tặng đến 3 cái y như nhau. Vừa đập hộp, nữ ca sĩ vừa nghĩ đến cảnh mỗi lần ra ngoài đem nhiều đồ cho con trai có chút hơi ngao ngán đây. Sau khi đập hộp xong, Minh Hằng mới tiến hành trang trí phòng cho con trai. Minh Hằng còn chia sẻ món quà của Đông Nhi và Phạm Quỳnh Anh tặng là một máy giặt nhỏ. Con trai của cô sẽ được giặt đồ riêng. Dù chưa chào đời nhưng chắc không ai xứng bằng quý tử nhà Minh Hằng luôn rồi. Minh Hằng còn tiết lộ, bây giờ sinh nhật hay bất kỳ sự kiện gì mình cũng được nhận quà mà toàn của bé mỡ không. Mình hết được nhận quà rồi nha mọi người. Minh Hằng là một trong những mẹ bỉm của Vbiz rất năng động. Lần đầu làm mẹ, nữ ca sĩ mang tâm thế thoải mái, vui vẻ để nhóc tì cũng được vui theo. Trước đó, Minh Hằng từng chia sẻ cô đi du lịch để Happy Mom và Happy Kids. Đồng thời, khi cô được khám phá nhiều nơi thì quý tử trong bụng cũng sẽ kết nối. Dù bụng bầu đã vượt mặt nhưng nhan sắc Minh Hằng vẫn xinh đẹp và ngày càng mặn mà hơn. Trong những hình ảnh đời thường hay khi tham gia các sự kiện, nhan sắc của cô nàng đều gây suýt xoa. Từ lúc Minh Hằng mang bầu, doanh nhân Quốc Bảo tiết lộ con trai đã kết nối anh và Minh Hằng ngày càng thêm hạnh phúc. Nhìn cục mỡ từ siêu tí hon trong ống nghiệm đưa vào vợ, thật xúc động, rơi nước mắt. Hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng mình thật hạnh phúc. Minh Hằng mang bầu nhưng lúc nào cô cũng nhí nha nhí nhảnh. Nữ ca sĩ còn thường có rất nhiều trò vui, quay các clip TikTok hài hước. Đôi khi doanh nhân Quốc Bảo cũng bất lực và bật ngửa. Nhưng chính vì những điều này lại khiến cho ông xã Minh Hằng càng trẻ trung, lạc quan, yêu đời và tự tin phấn đấu hơn. Vào một năm kỷ niệm ngày cưới, Minh Hằng và ông xã đã tổ chức bữa tiệc hé lộ giới tính của con. Nữ ca sĩ cùng chồng bật ra pháo khói màu xanh. Quý tử nhà Minh Hằng có tên thân mật là Mỡ, bắt đầu hành trình mang bầu cho đến khi có bé Mỡ trong bụng. Minh Hằng luôn được ông xã đồng hành, kể cả việc đi du lịch. Còn bạn thấy sao về Minh Hằng cận kề ngày sinh nở? Hãy chia sẻ cùng Gian nhé! Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé!